Quân đội Iraq các đường tiếp vận IS ở S sa mạc miền Tây, tin từ Baghdad Iraq, lực lượng an ninh Iraq và dân quân người Shia đã bắt đầu cuộc hành quân câu lập phiến quân IS từ các vùng sa mạc, các đứt các con đường tiếp vận giữa tỉnh Anbar và thành phố Mosul. Nỗ lực của quân đội Iraq và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lấy lại quyền kiểm soát nhiều vùng đất từ tay IS. Lực lượng chính phủ đã tái chiếm các thành phố Tikrit, Baji và Ramadi trong năm 2015. Cuộc hành quân được gọi là An ninh Ao Azira được phát động từ phía Tây thành phố Tikrit và Samara. Giới chức an ninh Iraq cho biết, cuộc hành quân nhằm tạo thành phiến quân trong vùng sa mạc là nơi phiến quân dùng làm đường chuyển vận và từ đó thực hiện các vụ tấn công vào thành phố Tikrit và Samara. Ông Abu Sajjad là một chỉ huy trưởng cao cấp lực lượng dân quân Hashid Sapi nói rằng, Lực lượng đang tiến sâu, kẻ thù bị đánh bại, nhưng chỉ huy trưởng cuộc hành quân đã ra lệnh rút lui vì đã tiến sâu vào vùng IS trên 7 cây số. Lực lượng Hasbid Sapi là lực lượng thanh niên người CIA được huy động để chống lại IS. Trung tướng Hamid al-Maliki nói rằng, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn phiến quân IS từ các vùng phía Tây Fallujah và Thitha di chuyển đến Tigrit và Mosul. Ông ta tin tưởng sẽ đạt được mục đích trong một thời gian ngắn lực lượng an ninh gần như không gặp sự kháng cự, trở ngại và miền bẫy. Phi cơ bay trên toàn khu vực để yểm trợ cho bộ binh. Quân đội đã đạt được 60% mục tiêu ngay trong ngày hành quân đầu tiên và sẽ đạt tất cả mục tiêu trong thời gian ngắn.